Sáng nay, Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào đã lấy 400 mẫu xét nghiệm đối với nhân dân trong khu vực phong tỏa, tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa để đánh giá về mức độ an toàn cộng đồng, xem xét gỡ bỏ phong tỏa. Trong số 400 mẫu, có 250 mẫu được lấy từ tất cả người dân trong cụm dân cư trước đó có các ca dương tính với SARS-CoV-2. 150 mẫu còn lại được lấy ngẫu nhiên của người dân tại các khu vực khác trong tổ dân phố Nguyễn Xá. Tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào thực hiện cách ly y tế từ ngày 6 tháng 5 do có 8 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 6 ca lây trong cộng đồng và 2 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Trung. Tính từ ca bệnh cuối cùng ở tổ dân phố vào ngày 15 tháng 5 đến nay, không có ca bệnh mới. Đây là khu vực cuối cùng ở thị xã Mỹ Hào đang thực hiện phong tỏa. Việc lấy mẫu xét nghiệm lần này nhằm đánh giá mức độ an toàn cộng đồng để xem xét gỡ bỏ phong tỏa, dự kiến vào ngày 6 tháng 6 tới. Sáng nay, thị xã Mỹ Hào cũng đã dỡ bỏ phong tỏa tổ dân phố Lường, phường Bạch Sam, kết thúc thời gian cách ly phòng chống dịch COVID-19.